Hello, xin chào anh em. Hôm nay anh em chúng tôi có một ngày vui sự kiện ở xóm bướm, 34 xóm bướm. Đấy. Đây nhá, xóm bướm, 34 xóm bướm. Đấy. Quay rồi. Đây, sự kiện. Rất nhiều trái tim. Đây là hội anh em lẳng đấy, lẳng văn nơ, đâm ra nhiều trái tim bay bổng bay khắp vườn. Hôm nay được là hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật thằng em tôi tại xóm bướm, 34 xóm bướm. Trái tim bay dập trời, bay tứ tung khắp vườn này đấy. Đấy, và hôm nay có một sự kiện đặc biệt, đó là bê thui xóm bướm. Bê thui xóm bướm. Đấy. Đây là gọi là bê bướm. Bê bướm. Bê bướm. Đấy. Đây là bê bướm, bê xóm bướm. Nào, đi vào trong kia. Đấy. Nào, ghé kiếp vào, đầu kiếp vào, vừa lấy hôn nhau mà. Đấy. Dùng máy quay này nào. Ghé kiếp cầm đi, rồi đấy. Rồi. Check-in, chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay cùng với gia đình anh chị Quán Phương. Xin trân trọng mời quý vị. À, toàn những đầu bếp của xóm bướm. Family núi. Family vườn bia. Family. Là Santa Fe vườn bia. Ai máy quay à nhú? Máy quay. Ok anh. Anh mời các anh về đi. Có giấy ăn chưa đi mua? Mình ơi. Thế? Có quả này hay nhỉ? Ôi giời, cái này chết quá thương. Nào. MC sẽ gọi quý vị ơi và cả nhà sẽ ơi một tiếng thật to đúng không ạ? Hai ba rô, hai ba rô và hai ba chúc mừng sinh nhật đúng không ạ? Sẵn sàng chưa? Rồi. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Chúc sinh nhật. Cùng tặng ly nào.
thân mến. Và sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc đặc biệt này. Và trong khi quý vị cùng trở về với không gian sự kiện đặc biệt này, cùng thưởng thức những món ăn đặc sắc nhất, thì chúng ta cũng có thể giao lưu những ca khúc tuyệt vời khi mà chúng tôi, những người làm chương trình, có anh em nhạc công và MC đã có mặt tại đây để phục vụ tất cả quý vị với những ca khúc đặc biệt nhất để chúc mừng cho anh Toán trong buổi tối ngày hôm nay cùng với con gái yêu của mình trong ngày sinh nhật. Và bữa tiệc 4-1 này rất chia tay. Trong khi chờ đợi anh Chiến trở lại sân khấu thì anh Chiến biết chuẩn bị rồi nhá. Và ngày hôm nay thì nhất định là chúng ta không say thì không về quý vị nhá. Nhảy đây. Đây, 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 đ
Vừa bảo rồi, đây, Huyền đây, 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 chị, không chị, mắt đầy.